Đến cái nhà chúng ta ngày hôm nay đó là chùa Vĩnh An. Đây là cổng tam quan chùa Vĩnh An nha cả nhà. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh An, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thấy một cái cột cờ hai bên có hai cái chuông gió, nó rất là to, gõ tiếng nghe rất là thanh, rất là tạc bằng đá non nước luôn nha cả nhà. Trắng tinh khôi luôn, rất là đẹp luôn. Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa Thị Chúng. Đó, như cả nhà chuẩn đề. Đó. Đức Phật chuẩn đề rất đẹp luôn cả nhà. Đó, đây là hình của Đức Phật chuẩn đề này. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đang ngồi trên lưng sư tử trắng. Đây là hình của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đó. Quý Phật tử tăng ni của chúng ta thường hay gọi là Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Đây là thần chú của Phật mẫu chuẩn đề luôn nha cả nhà. Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Tu Chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi. Bưng bát Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bưng bát, quá đẹp, tất cả đều là Bồ Tát đang ngồi trên voi trắng sáu ngàn, đó là ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Này, quá đẹp luôn. Và thì là hắn ở bên đây là chính vị. Mà mình bụi kêu tên một vị Phật hay là một vị Bồ Tát thì tiếng chuông gió rất là thanh thoát luôn cả nhà. Và đây là La Hán cánh hỷ. Và đây là La Hán Ba Tiêu. Và đây là La Hán Cù. Tay ngài đang cầm cái bình, ngài đang cầm cái bát này nè. Là La Hán Kháng Môn. Và vị thứ chín là La Hán Trầm Tư. Và vị La Hán thứ 11 là La Hán Thác Tháp. Và vị La Hán thứ 12 là La Hán Tiếu Sư. Vị La Hán phục hộ. Và đây là La Hán Tọa Lộc, có nghĩa ngồi trên con lộc, con từng lộc cả nhà. Di Lặc Tôn Phật. Đó, hay là lúc Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh ra đời, Ta Bà Thị Hiện. Thì xin chào cả nhà thân mến. Ngày mới chúc cả nhà nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Hôm nay Minh Bụi có đi Bến Tre ở huyện Mỏ Cày Nam, quay ngôi chợ Mỏ Cày Nam, và biết được
thông tin một cái ngôi chùa rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, nằm ở xã An Thới, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó, đây là đường xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre. Và ngôi chùa Minh Bụi muốn giới thiệu đến cả nhà chúng ta ngày hôm nay đó là chùa Vĩnh An. Đó, đây là cổng tam quan chùa Vĩnh An nha cả nhà. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh An, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó, cũng giống như những cái chùa Bắc Tông khác nha cả nhà. Đó, một bên là Từ Bi và một bên là Trí Tệ. Đó, mé trước có hai con sư tử đá, hai con lân đá rất là to đẹp luôn cả nhà. Chùa này rất là to, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cái chánh điện bây giờ cửa trước đóng rồi, chúng ta sẽ đi cửa bên hông. Hiện nay chùa cũng đang còn trong cái giai đoạn sửa chữa cả nhà. Đó, nên thành ra cửa trước là thầy đóng cửa. Đó, chúng ta sẽ đi cửa sau. Đó, ngôi chùa rất là to, rất là mát luôn. Đó, như nhà thấy đây là trong, ở bên trong khuôn viên chùa mình ngó ra ngoài. Ở chùa có mấy cây dứa cả nhà, mấy cái cây dứa rất là to đẹp luôn. Đó, và bước vào cổng chùa đầu tiên, đó, chúng ta sẽ thấy một cái cột cờ, hai bên có hai cái chuông gió, nó rất là to, gõ tiếng nghe rất là thanh, rất là an lành luôn cả nhà. Và mé bên sâu bên trong một chút xíu, chúng ta sẽ thấy được tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó, được tạc bằng đá non nước luôn nha cả nhà, trắng tinh khôi luôn, rất là đẹp luôn. Đó, tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niêm qua thị chúng. Đó, như cả nhà nghe thấy được tiếng chuông thánh thót khi Minh Bụi nói đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đang cầm cành hoa ở trong pháp hội. Đó, niêm qua thị chúng. Và mé dưới này, đó, chúng ta sẽ thấy được tượng của Đức Di Lặc, Đức Phật Di Lặc. Và tượng lúc Thái tử Tất Đạt Đa vừa hạ sanh ra đời. Tay chỉ trời, tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn. Rất là hay, rất là đẹp luôn các bạn. Đậm chất thiền luôn, đậm chất thiền luôn nha. Đó, đây là sắp theo thứ tự Đức Phật lúc thành đạo và niêm qua thị chúng. Kế đến là hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Và mé dưới là Ta Bà Thị Hiện lúc Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra đời. Và bốn mặt chúng ta sẽ có hình của Tứ Đại Thiên Vương đứng hộ pháp xung quanh. Đó, ở mé dưới là có hình những cái vị giống như là nâng đài sen đỡ Đức Phật ngồi trên tháp đài sen cả nhà. Đó, hai bên có hai cái lục bình cũng được tạc bằng đá non nước, cũng rất là đẹp, toàn bộ là đá non nước, kể cả một cái đỉnh cắm nhang. Đó, một cái chuông, một cái mỏ, thì trông rất là hay luôn. Và chạch về bên tay phải chút xíu, chúng ta sẽ có tượng của Đức Phật Chuẩn Đề. Đó, Đức Phật Chuẩn Đề rất đẹp luôn cả nhà. Đó,
đây là hình của Đức Phật Chuyển Đề. Và xích bên đây chút nữa chúng ta sẽ thấy tượng của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, đang ngồi trên lưng sư tử trắng. Đây là hình của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, rất là đẹp phải không ạ? Và chính giữa đây là tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Quý Phật tử tăng ni của chúng ta thường hay gọi là Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Đây là Quán Âm Bồ Tát, toàn bộ làm bằng đá non nước luôn cả nhà, rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn. Chùa ở Bến Tre rất là nhiều những cái chùa phải nói là cực kỳ đẹp cả nhà. Đó, cả nhà xem lại lần nữa hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm tịnh bình, tay bắt ấn, đứng sừng sững rất là đẹp. Và mé dưới tôn tượng của Đức Phật Chuyển Đề, Phật Mẫu Chuyển Đề Thần Chú. Đó, có cái thần chú của Phật Mẫu Chuyển Đề luôn nha cả nhà. Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi, ngã kim xưng tán Đại Chuyển Đề, di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề, Câu Chi Nẵm, Đắc Điệt Tha Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuyển Đề Ta Bà Ha. Đó, và đây là Đức Phật Chuyển Đề. Đó, như cả nhà thấy quá đẹp phải không ạ? Đúng là một kiệt tác cực kỳ đẹp luôn. Trời rất là nắng luôn các bạn, rất là tốt. Đó, 11 giờ mấy trưa rất là đẹp. Và ở đây có hình Đức Phật lúc bưng bát, Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bưng bát, bưng bình bát. Và mấy bên đây là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cả nhà. Đó, quá đẹp, tất cả đều là đá non nước. Và bên đây, đó, như cả nhà thấy, và bên đây là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đang ngồi trên voi trắng 6.000. Đó là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đây, quá đẹp luôn. Và chúng ta cùng xem lại, đây là Ngài Phổ Hiền, Ngài Địa Tạng, và đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đó, và Ngài Di Lặc Tôn Phật cũng như Tứ Đại Thiên Vương. Đó, Phật Chuyển Đề. Đó, cũng như Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát. Kỳ lạ có cái là cả nhà thấy khi mà Minh Bụi nó là đọc tên các vị Phật, các vị Bồ Tát thì đó cả nhà xem, thì chuông gió lại đánh nghe rất là thanh thoát luôn cả nhà, một sự màu nhiệm đó, như cái nhà thấy đó, rất là thanh thoát, nó rất đẹp cho cái cảnh chùa, phải nói là phải dùng chữ tuyệt đẹp. Và đây là toàn bộ 18 vị La Hán cũng được tạo bằng từ đá non nước nha cả nhà. Đó, 18 vị La Hán. Ở bên đây là 9 vị.
Và đây là La Hán Trường Mi. Đó, đây là vị La Hán Trường Mi. Và đây là vị La Hán Thám Thủ nha cả nhà. Đó. Và đây là La Hán Quá Giang. Và đây là La Hán Khai Tâm. Ở cả nhà thấy ngộ không? Mỗi lần mà Minh Bụi kêu tên một vị Phật hay là một vị Bồ Tát thì tiếng chuông gió mà rất là thanh thoát luôn cả nhà. Và đây là La Hán Khánh Hỷ. Và đây là La Hán Ba Tiêu. Và đây là La Hán Cù Bát. Tay ngài đang cầm cái bình, cây đang cầm cái bát thôi nha. Đó. Và đây là La Hán Kháng Môn. Và vị thứ chín là La Hán Trầm Tư. Toàn bộ chín vị La Hán ở bên đây. Hay quá tuyệt vời phải không? Chúng ta bên đây chín vị La Hán ở bên đây nữa. Ở đây có một cái cây sa la cả nhà, đó. Ra bông hoa rất đẹp luôn. Điều đặc biệt là chuông gió này cả nhà, thì kêu rất là thanh thoát, rất là trong lòng rất là thoải mái luôn. Và đây là La Hán thứ 10, La Hán Hàng Long. Đó. Và vị La Hán thứ 11 là La Hán Thác Tháp. Và vị La Hán thứ 12 là La Hán Tiếu Sư. Và vị La Hán mà chúng ta coi phim phim Trung Quốc đó cả nhà. Nói về Bố Đại Hòa Thượng, đây chính là La Hán Bố Đại. Và đây cũng trong bộ phim La Hán Phục Hổ cả nhà. Đó, đây là chính là vị La Hán Phục Hổ. Và đây là vị La Hán La Hán này mất dấu rồi cả nhà, mình kỳ tường hay gì á, kỳ tượng, La Hán kỳ, La Hán kỳ tượng có nghĩa là cởi voi á nha. Và đây là La Hán Khoái Nhĩ. Đó, có nghĩa là khoái chọt vô cái lỗ đây. Dạ, chào thầy. Và đây là La Hán Tọa Lộc, có nghĩa ngồi trên con lộc, con tuần lộc cả nhà, rất đẹp luôn. Và đây là vị La Hán cuối cùng, La Hán Tỉnh Tọa. Bây giờ chúng ta cùng xem lại
đó, ngày Phổ Hiền, ngày Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Di Lặc Tôn Phật, đó, hay là lúc Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh ra đời, Ta Bà Thị Hiện, đó, và đây là Đức Phật Chuẩn Đề, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đó, Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng như 18 vị La Hán. À, rất đẹp phải không ạ? Ở đây có một cái bia gia đình Trương Gia Quỳnh, Đoàn Thị Hòa cùng hai con Trương Thượng Thành, Trương Gia Thành, hai bên nội ngoại thành kính cúng dường bộ 18 vị La Hán. Đó, 18 vị La Hán là do gia đình Trương Gia Quỳnh, Đoàn Thị Hòa, đó, cùng gia quyến của mình cúng dường tôn tượng 18 vị La Hán nha cả nhà. Đây những trái sa la. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong tiếp tục tham quan nha. Hôm nay mình cũng kém duyên chút xíu cả nhà, do sư phụ thầy trụ trì đi họp ban trị sự ở thành phố Bến Tre nên chánh điện đóng cửa rồi cả nhà. Trên chánh điện rất là đẹp luôn, nhưng mà bây giờ cửa chánh điện đóng rồi, bây giờ mình không có quay trên chánh điện được. Đó, mình chỉ quay vòng vòng ở bên dưới này thôi. Chánh điện sư phụ khóa cửa đi rồi. Rồi cả nhà xem cũng thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp. Ở bên đây rất là nhiều những cái hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, ở dưới này có dòng chữ nè cả nhà. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại Quán Âm Như Lai, quả tu thập nhị nguyện, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, như cái nhà thấy đây là những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Rất là đẹp luôn. Rất là nắng luôn cả nhà. Đó, máy bắt đầu nóng hừng hực lên rồi đó. Nhưng mà sẽ cố gắng quay toàn bộ cảnh chùa cho cả nhà mình xem, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói như cả nhà thấy. Quá đẹp cho chùa Vĩnh An. Một nơi cũng rất đáng để đến tham quan chiêm bái cảnh đẹp của chùa nha cả nhà. Đó, chùa được nằm ở ấp An Thới, ở xã An Thới, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó. Và đây chúng ta có tượng Quán Thế Âm. Đó, Quán Thế Âm Nam Hải. Đó, đang đứng trên đầu rồng, rất đẹp luôn cả nhà. Đó, toàn bộ được tạo bằng đá non nước không cả nhà, rất đẹp. Và mấy sau chúng ta cũng có, đó là Quán Âm Thị Kính ở tay vòng đứa bé. Đây là Quán Âm Thị Kính. Ở trên đây có một cái bia cả nhà. Chư vị tổ sư khai sơn tạo tự, chùa Pháp Hoa, chùa Vĩnh An,
Sư ông Hòa Thượng Thích Như Niệm, Đại Đức Thích Trí Thuận, Đại Đức Thích Đồng Đức, Đại Đức Thích Đồng Phương, cùng gia đình Phật tử Trương Gia Quỳnh, Đoàn Thị Hòa, Trương Thuận Thành, Trương Quỳnh Hòa Tâm, gia đình Phật tử Trương Gia Thành, Ngô Thị Bích Hân, Trương Gia Cát Tường, Trương Quỳnh Như Ý, củ quyền thất tổ nội ngoại cùng cha mẹ anh em nội ngoại hai bên, thành kính cúng dường 16 tượng Quan Âm. Đó là quá đẹp luôn đây nha. Đó, phía sau có một cái cây này không phải cây bồ đề, cây gì á, rất là cao to đây nha. À, bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng, đây là Quán Âm Nam Hải. À, rất là nhiều tượng hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, trông rất là đẹp luôn đó nha. Giờ này cũng chưa rồi, rất là yên tĩnh. Hòa quyện với chúng ta nghe được tiếng những cái chuông gió đánh lên, nghe rất là thanh thoát, rất là yên tĩnh luôn. Đó, như nhà thấy rất là nhiều những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây là những cái chậu, những cái bồn trồng sen, trong những cái chậu sen này nhà thấy những cái hoa hai sen rất là đẹp luôn. À, như cả nhà thấy chùa cũng còn những cái hạng mục đang xây dựng sửa chữa lại, nhưng mà tương đối cũng rất là đẹp rồi cả nhà, còn nhiều lắm, đẹp lắm. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ tiếp tục đi tiếp nha. Đó. Chúng ta sẽ tham quan vòng vòng vào bên trong. Tiếc con cái là kém duyên chút xíu cả nhà, đó là chánh điện. Đó. Đây là ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chùa Vĩnh An. Phật Nhất Tăng Quy, Pháp Luân Thường Chuyển. Đó, như cái nhà thấy không, toàn bộ này rất là đẹp luôn. Thấy con cái tiếc là chánh điện không quay được, thì bởi chánh điện quá đẹp á. Tượng này là tượng của Hòa Thượng gì vậy thầy? Hòa Thượng Pháp Hoa đây nha. Còn sống luôn hả? Đó, Hòa Thượng Pháp Hoa được tạc tượng luôn cả nhà. Đó. Đó, như cả nhà thấy mái chùa công vút luôn. À, bên đây có một vị tiêu diện Bồ Tát hộ pháp. Cả nhà thấy cái chân đèn không? Đó, cái chân đèn này cả nhà liên tưởng giống chùa nào không? Đó, giống như cái chùa Vạn Phước ở Bến Tre cả nhà. Đó. Cũng rất là to luôn. Đây, quá đẹp luôn. Bên có bốn con rồng đó nha, chính giữa Đại Hùng Bửu Điện, tuyệt vời luôn đó nha.
ngày hôm nay cũng có nhân duyên lớn là trời rất là tốt cả nhà, nhưng mà cũng kém duyên chút xíu là cái chánh điện mình không thể nào lên quay được, đó là một điều đáng tiếc. Chánh điện rất là đẹp luôn, nhưng mà sư phụ đi rồi, khóa cửa rồi. Đó, cả nhà chúng ta cùng nhau chiêm bái nè. Nọ hai bên có hai cái cây đèn này cả nhà thấy đó, rất là to luôn. Rồi chúng ta sẽ đi tham quan tiếp vào bên trong bên đây. Ở những con sư tử rất là lớn luôn các bạn, trắng luôn, đá non nước không, rất là đẹp luôn. Hai chú tiểu cùng lấy lá sen che mưa nè, nó rất là dễ thương. Đó, những cái cây bông hoa trang rất là đẹp. Rất là nhiều những sư tử đó nha. Đó, răng nanh nè, toàn bộ là đá non nước không đó nha, rất là to luôn. Đó, như cả nhà thấy tiếng chuông gió ngân nga thánh thoát, giống như đưa hồn ta vào một cái cảnh tiên bồng vậy đó nha, rất là an tịnh luôn. Ở đây có cái cây khế, cây khế cổ mà, cây khế kiển rất đẹp luôn, mát mẻ. Ở đây hai bên cũng có hai chú rồng. Ở đây có cái hình của tổ sư đó nha. Hình tổ sư, tổ Bồ Đề Đạt Ma. Những cái biểu tượng rất là hay trong Phật giáo rồi nha. Cái chánh điện rất là to luôn các bạn, rất là dài luôn. Ở đây cả nhà, đây chúng ta có thánh tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lúc niết bàn cả nhà. Đó, đang nằm rất là đẹp luôn. Cũng toàn bộ là đá non nước luôn cả nhà. To mà đẹp dài. Vậy quá đẹp luôn cả nhà. Đó, như cả nhà thấy mỗi lần mình nói đến Phật hay là Bồ Tát thì tiếng chuông gió lại rộn ràng thánh thoát. Trên nóc tự các bạn có hai con rồng đó. Ở chính giữa là cái bánh xe luân hồi. Đó, nhà sẽ thấy rất là đẹp luôn. Cảnh tượng phải nói thật tuyệt vời. Và đây cả nhà, mé bên đây chúng ta, ở trước này chúng ta sẽ có hai vị hộ pháp, và ở bên trong là Tây Phương Tam Thánh cả nhà. Đó, Tam Thế Phật. Chính giữa là Đức Phật Thích, chính giữa là Đức Phật A Di Đà. Đó, bên trái là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, còn mé bên đây là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là Tam Thánh Tây Phương Cực Lạc nha cả nhà.
Đó. Cái nhà thấy rất đẹp luôn. À, tổng quát ở toàn bộ khuôn viên chùa Vĩnh An.
cả nhà xem video vui vẻ, được nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Cả nhà xem video, ai chưa đăng ký, nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ Minh Vũi nha, cho mọi người đều được xem. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.